hành lang an toàn đường bộ được hiểu là lối đi dành cho người đi bộ. Tùy vào quốc lộ, tỉnh lộ hay quyện lộ mà hành lang an toàn đường bộ có kích thước riêng, nhưng hành lang không dưới 1,5 mét. Điều đáng nói hiện nay là tình trạng mua bán, cơi nới mái che, dựng hàng rào để chiếm dụng hành lang lộ giới, không chỉ gây ảnh hưởng về vẻ mỹ quan mà còn không đảm bảo an toàn về giao thông trên mỗi tuyến đường. Quốc lộ 60 từ mũi tàu thuộc xã Tam Phước, huyện Châu Thành đến trạm thu phí cầu Rạch Miễu vốn rất phức tạp về trật tự an toàn giao thông, trong đó có tình trạng lấn chiếm hành lang lộ giới, nay đã dần ổn định. Toàn bộ tuyến đường này đã được mở rộng, mỗi bên hàng chục mét. Nhà cửa, hàng quán, hộ kinh doanh đều được di dời đúng nơi quy định. Hàng chục mét hành lang đều đã được lát gạch công trình và trồng cây xanh. Tình trạng mua bán chiếm dụng hành lang đường bộ có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, cũng trên tuyến quốc lộ 60, đoạn gần bến xe khách Bến Tre vào trung tâm thành phố, do việc nâng cấp mở rộng hành lang chưa được thực hiện, nên một số khu vực đã bị xuống cấp phần nền. Tình trạng mua bán, dựng liều quán, lấn chiếm hành lang đường bộ rất phổ biến. Khi có lực lượng chức năng đi kiểm tra, những người buôn bán nhanh tay đẩy xe vào bên trong. Khi lực lượng đi qua, họ lại tiếp tục bày bán, lấn chiếm hành lang. Vào trung tâm thành phố Bến Tre, từ đường Võ Nguyên Giáp, Đoàn Quảng Minh, Nguyễn Văn Tư, Hùng Dương nối dài, tình trạng mua bán lấn chiếm hành lang dành cho người đi bộ đáng báo động. Hầu như tuyến đường nào cũng đều bị lấn chiếm, thậm chí bày biện hàng quá xuống lòng đường, ảnh hưởng không nhỏ đến việc lưu thông. Đáng nói hơn, trên tuyến đường Đoàn Quảng Minh, gần bệnh viện của Đình Chiểu và Minh Đức, tình trạng xe ô tô loại 4 chỗ dừng trên hành lang hoặc đậu dưới lòng đường rất thường xuyên, gây bức xúc cho người đi đường. Được biết không ít lần, lực lượng chức năng đã tổ chức ra quân giải tỏa tình trạng trên. Thế nhưng sau những đợt ra quân, đâu lại vào đấy, càng gây bức xúc trong dư luận. Tình trạng mua bán, đậu xe lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ có lẽ không phải là chuyện mới. Có điều các ngành chức năng đã có biện pháp xử lý như thế nào? Không thể chấp nhận tình trạng xử lý hành lang giống như ném đá ao bèo, để rồi dư luận lại tiếp tục bức xúc, hãy trả lại hành lang an toàn đường bộ đúng với nghĩa của nó. Đó còn là sự mong mỏi, chờ đợi của người dân, nhất là những người thường xuyên lưu thông trên những tuyến đường.